Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số thông tin khác mời quý vị và các bạn theo dõi. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Khối Dân dận Phường cho Phú B tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác dân dận quý 2 năm 2024. Quý 1 năm 2024, Khối Dân Dân Phường làm tốt công tác tham mưu cho các quỹ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác dân dận, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Các hoạt động mừng đảng, mừng xuân giáp thình 2024 được tổ chức chú đáo, triển khai thực hiện đầy đủ đúng quy định, kịp thời đến từng đối tượng, các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, đặc biệt là quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã cấp phát 1.920 phần quà với tổng trị giá trên 638 triệu đồng, trao tặng 8 căn nhà đại đoàn kết và nghiệm thu hai công trình nâng cấp hẻm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, giao tổ chức, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội ở cơ sở, kịp thời nắm bắt những những bức xúc kiến nghị chính đáng của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền, quyền làm chủ của nhân dân, mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua dân dân khéo, gắn giới thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiệm vụ quý 2 năm 2024 Khối dân dận phường Châu Phú B tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành, thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2024.